Hello, xin chào anh em ha. Chào anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình. Thì hôm nay mình có cái mạch như thế này đây, anh em nhìn quan sát nè. Cái mạch này ở trong thùng nhựa anh em. Thì cái mạch này là có một anh ha, xem cái kênh YouTube của mình đó. Xong rồi anh gửi, anh tặng cho mình ha. Thì anh tặng cũng khá nhiều mạch á, cũng dài mạch đấy, với hai cái biến áp chứ không phải là riêng một cái mạch này ha. Thì hôm nay mình có dịp mình mò lại ha, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số cái ha. Thì tại vì là mình có nhận được sữa của khách hàng là cái mạch nè, anh em thấy là mạch này này đó, đó. Nhận sữa của khách hàng rồi đây, mạch như này, mạch này là mạch anh kia anh tặng mình, nó giống y chang nhau mà không khác gì đâu, không khác gì hết ra. Rồi phía trước của nó nè, rồi ha, tổng quan nè, rồi cái phần rề chỉnh nè, tương đối là sơ sài ha. Một con này cho nhạt, con này nhạt, con này master tổng nha, nó có đại ra, con này micro. Rồi 279 thì cái mặt rề này thì cái chất âm khá là tệ ha. Đấy, rồi ha, thì nó cũng giống như thế này. Thì mình sẽ bỏ này qua bên ha, mình lấy mặt kia mình hướng dẫn cho anh em cho nó gọn ha. Đấy. Rồi thì đầu tiên là cái nguyên lý của nó nè. Thì đây là có hai cái công tắc ha. Công tắc trong đây là lúc nào 100% cũng phải là on, bên nào thì nó cũng phải là ở cái trạng thái đóng hết trơn á. Còn cái công tắc này là để đóng cho bình ắc quy nè. Đây, đóng bình ắc quy thì nó chạy vào đây ha. Qua gót lọc trên con tụ này. Rồi. IC dao động kết hai MOSFET và kết cái biến áp xung này thì nó chỉnh luôn ra nguồn cộng trừ cấp cho này ha. Giờ bây giờ lấy 12V đổ về đây, 12V của ắc quy á, đổ về đây qua điện trở nè. Qua điện trở này, rồi qua 7805 cho ra 5V. Rồi. Qua cái phần ổn áp này thì nó sẽ cho ra cái mức nguồn là V cộng là ở cái trạng thái là 8V nha. 8V thì 12V thì làm sao? 12V thì làm sao? 12V thì thường thường sẽ hơn 12V nha anh em, tại bình ắc quy mà. Thì nó sẽ đưa vào cái chân C. Chân giữa của cái con này nè. Hay là một cái chân thì nó sẽ một chân ơ thì nó sẽ xuất ra, còn chân B nó sẽ ghim một con zener. 12V nếu mà muốn cho ra 8V thì tôi ghi một con zener 8, 9, 10, 11, 12. Ghi zener thì tầm 1, 2, tầm 4, tầm 4, 5V gì đấy. Rồi, thì bây giờ cái nguyên lý sơ lược ha. Rồi, còn cái này, cái phần công suất nè. Thì ở đây nó sẽ có con transistor ở chỗ này dán vô miếng nhôm rồi, để nó nhận biết cái nhiệt độ của miếng nhôm này mà nó điều tiết cái công suất này phù hợp ha. Công suất này chạy led AB thì cũng khá là hay. Thì đây là cái biến áp cấp vô cái cho công suất là cộng trừ 25 nè, thì chỉnh lưu ra nó tầm ba mấy đấy, tầm 30 hơn chút ha. Rồi thì ở đây anh em sẽ thấy là có cái con transistor dán là cái con 5401 ha. Thì đây nó bị anh tặng cho mình, nó mất tiêu rồi, mình gắn lại cái con này là A1013. Thì con A03 này thì cái công suất nó sẽ lớn hơn, con 5401 chạy cho nó mát hơn. Rồi thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em dò tìm ha, dò tìm những cái nguyên lý. Thì ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có cái chữ V trừ ở phía đây, nhưng mà cái nguồn âm thì nó sẽ không có nha, nó chỉ có nguồn 8V thôi. Thì hôm nay mình sẽ qua mạch này, mình sẽ tìm ra cái đường V trừ này để mình hướng dẫn cho anh em, để anh em đổ một cái mặt rề khác vào ha. Ví dụ như cái mặt rề mà nó có nguồn cộng trừ đó, thì anh em không, đây nó chỉ có nguồn cộng thì anh em khó ha, anh em khó làm. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách. Không gọi có em nào bình luận trên kênh mình là kêu mình hướng dẫn cái cách dò mặt đường tín hiệu vậy đó ha.
thì dò mạch thì là dò mạch thôi anh em, thì mạch đi tới đâu thì nó là tới đó thôi, mình dò thôi. Còn cách dò thì có nhiều cách ha, nhưng mà hôm nay mấy cái video trước mình cũng có hướng dẫn rồi ha, cũng có cách dò này 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 kia, nhưng mà chắc mấy anh em không quan không mấy em không quan tâm đâu, mấy anh em coi không có tổng hợp được kiến thức ha. Thấy mấy anh em thì khi nào cần thì mới mới xem thôi, mà xem mà gõ cái tiêu đề ha, là anh em bắt buộc cái người làm video đó là phải làm riêng. Ví dụ như là cái video mà dò mạch thì cái video đó chỉ là dò mạch thôi, đừng có làm gì gì khác ha, và để tiêu đề rõ ràng để cho anh em tìm, để nó suy ra cái gì anh em, suy ra là anh em rất là lười ha. Còn những anh em mà người ta siêng năng rồi đó, thì người ta sẽ tìm hiểu ha, nhiều nhiều thứ thì nó khác, con không tin ha. Thì bây giờ dò mạch nè, mình sẽ dùng cái đồng hồ ha, đây để xem nó thông mạch nè. Rồi thì bây giờ mình muốn biết cái nguồn này nó đi về đâu ha, là mình phải nắm những cái nguyên lý cơ bản ha, của chanh to đồ này, của những cái mạch mà hạ áp, những mạch mà nâng áp, ghim áp, rồi nó kéo có chanh to kéo kéo dòng rồi đó, thì mấy mạch đó thì anh em phải nắm được trong đầu sơ lược ha. Thì anh em muốn nắm thì anh em phải bắt buộc phải học thuộc lòng thôi. Ừ, thì cứ lên mạng gõ tìm học thuộc lòng thôi ha. Thì ở đây thường thường thì những cái nguồn mình ghim á thì nó sẽ cấp cái nguồn vào trong cái chân C nè, chân giữa nè, đây thì mình sẽ dò từ chân C cho nó lấy nguồn từ đâu ha. Rồi thì mình để theo nó kêu như này thôi, thì để vào cái chân C nè, rồi mình dò những cái con linh kiện nè, những linh kiện xung 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 quanh nè, thấy không? Chọt đại thôi, cứ chọt 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 đại vô vậy thôi chứ không có gì ha. Thì hạ máy quay xuống cho dễ thấy chút. Rồi cái điện đồng hồ để ngoài cũng đi, chỉ đo kêu thôi đâu có gì đâu. Rồi ha. Rồi nè. Rồi mình để vô trong cái chân C nè, rồi mình dò thấy cái nó lấy nhận nguồn từ đâu ha. Đấy nè. Chọt chọt mấy linh kiện hết đi. Rồi. Thường thường thì nó nhận nguồn từ diode, mình làm sao xạo cho anh em chơi vui thôi ha. Nè, để cho anh em kiểm tra thôi, nhưng mà thật sự nhận nguồn từ diode thì mình biết luôn là nằm từ đâu mấy con này nè. Nè. Đây đây là nhận từ đây nè đó ha. Rồi cái nguồn này nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về 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 đâu, nó sẽ đi về đây nè. Đâu rồi khoan, cái này nó đi vô chân xe rồi, vậy là nó sẽ từ cái con đầu diode trên đây nó sẽ thông xuống, thì bắt đầu từ đầu diode ở trên nè. Đây anh em có thấy hồng hồng từ ta, để mình kiếm gì mình chim cao lên một chút nữa. Được rồi ha, thì anh em sẽ tiến hành dò ha, mình dò lại lần nữa ha anh em, mình dò lại lần nữa ha. Thì cái chân C nè là chân lấy nguồn nè, rồi đi về đây ha, rồi rồi từ cái rồi đi về con diode này, thì trên đầu con diode này nó sẽ đi điện ngược về đây ha, thì đo ngược lại nè. À, rồi rồi tới cái điểm này là mình dò được là cái điểm mát luôn nè, nè mát con 7805 nè. Rồi ha. Rồi thì thường thường thì chân C nhận nguồn nè, thì chân ơ nó sẽ xuất ra một cái mức nguồn nè. Thì ở đây chân ơ nè, nó sẽ xuất ra nguồn, thì cái chân chỗ V trừ nè, lại ra nguồn nè. Đây. Thấy không? Nè, nó thông nhau nè. Rồi thì cái chân B nó sẽ là ghim cái zener ha. Thì ở đây nó sẽ có ba cái con gần nhất trong đây, 1 2 3 ha, thì mình kiểm tra từng con một nè. Con này nè, không phải nè, này không phải nè. Rồi thì là cái con này nè. Ha, cái con này nè, đó. Rồi. Thì rồi thì cái chân này nó sẽ nhận nguồn đây luôn. Khoan. Cái chân này nó sẽ đưa về mát, và cái chân này sẽ là cái chân nguồn nè, cái chân này sẽ là cái nguồn 10 cái nguồn của ắc quy ha, nguồn của ắc quy. Mình đo thử. Đây nó sẽ lấy từ cái chân giữa con chanh xịt này, đây chân giữa con chanh xịt này nè, đây mình đo lại ha, để cho chân giữa nè, dương nguồn nè đó. Rồi thì này nó sẽ lấy từ nguồn ắc quy luôn nè ha, nè battery cộng nè, để đây. Rồi thì lấy từ nguồn ắc quy này đưa về đây, thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra ha. Một trường hợp là anh em xài ắc quy, nên sẽ ắc quy thì nó sẽ lấy điện 12V của ắc quy nó đưa về đây ha. Rồi nó sẽ đưa về đây lọc trên con tụ này ha, thì nó phân bố tất cả cho cái nguồn này đấy.
thì qua 7805 nè thì cho ra 5V nè, rồi qua cái phần cái qua cái cụm này ha thì nó đưa về cho ra cái V trừ ha và cái V cộng luôn. Đấy. Cái V trừ thì được biến đổi từ cái thằng diode này ha. Từ thằng diode này nè. Diode này thì mắc mắc ngược lại thì nó sẽ có một cái xung, nó sẽ có một cái xung âm ha, dội về thì nó cái dòng nó sẽ không lớn lắm ha, nhưng mà nó do nguồn âm nó sẽ nhẹ, nó sẽ thường thường nó sẽ nhẹ tải hơn nguồn dương, cho nên là nó nuôi tốt ha. Rồi sẽ thêm con chanh to kéo dòng nữa là tốt ha. Rồi rồi thì nó hai cái trường hợp ha, một cái trường hợp là sẽ 12V nó sẽ đổ về là lấy từ ắc quy ha, giờ không sẽ ắc quy anh em xài điện thì cái mà cái điện áp để mà nó nạp cho ắc quy á là 10, thường thường là 14V 6 á, thì nó sẽ nằm ngay đây luôn, là nó dội về đây 14V 6 á, thì dội về đây 14V 6 thì ở đây nó sẽ không có con 7812 nha. Nếu mà 7812, nếu mà trường hợp mà anh em sử dụng 7812 ha, thì khi mà lấy cái nguồn từ ắc quy thì không thể nào, thì 12V qua 7812 thì nó không có ra được 12V ha, cho nên là nó sẽ sử dụng cái cách mà ghim ghim zener ha. Thì đây chân ơ này, chân ơ sẽ sức vơi 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 cộng nè, anh em thấy không nè. Rồi chân C này sẽ nhận điện áp nè. Rồi thì cái chân B, đây là chân B này là sẽ là zener ghim ha, thì dò xem con nào ghim. Cái con này là không phải, đây là cái con ngay đây nè. À, cái con ngay đây nè, cái con ngay đây thì được người ta sửa, người ta thay rồi ha nè. Đấy thì chắc là cái này là mát quá, chắc cái đầu lại là mát quá, thấy không? Nhưng cái nguyên lý rất là đơn giản, anh em mà nắm những cái mà nguồn cơ bản thì nó từ nhiều nguồn cơ bản thì nó chụm lại thôi. Thì ở ở đây ha là nó sẽ là nạp trên cái con tụ này, thì ở ở đây là nó có nguồn 15V nè, ở đây là 10 không 14V hay 14V thì nó qua con diode này, qua cầu diode ở phía phía ngoài này ha. Đây để đo thử cho anh em xem nè nè, ở bên bên đây là này nè, nó 14V đi vô hai chân này thì ra đây là cộng 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 trừ nè, cộng nè sẽ qua con chở này để nó giảm dòng ha, để mà khi mà sạc các ắc quy á thì nó sạc từ từ, nó hạn dòng bớt lại ha. Rồi thì đây nó sẽ là dương nè. Đó, dương dương nạp trên con tụ này ha. Rồi dương nạp trên con tụ này. Nha. Rồi. Dương này thì 14 này thì chỉnh lưu ra thì ở đây sẽ tầm là 18V ha. Đây sẽ tầm 18V nè. Rồi 10 18V này thì nó sẽ qua 18V này thì nó sẽ qua cái cụm nè. Mười mười 18V này thì nó sẽ qua một cái cụm ha để nó giảm về, còn lại 14, còn lại 14 chấm mấy đấy để nó nuôi cho sạc ha. Rồi thì ở đây nó sẽ mất cái nguồn âm ha, thì ở đây mình sẽ kiểm tra nè. Chân B ghim nè, chân B ghim nè, vô con diode này. Rồi bây giờ mình kiểm tra diode này ha, diode này nó bị chập nè anh em, anh em thấy không, đo hai đầu vẫn kêu nè, có nghĩa là nhà sản xuất người ta cố tình người ta làm cho con diode này chập luôn ha, là con diode này nó sẽ ghim xuống mát ha, con diode này sẽ ghim xuống mát, thì nó ghim xuống mát á, thì nó sẽ làm tê liệt cái phần nguồn âm, là cái nguồn âm nó sẽ không ra nữa ha, nó không ra nguồn âm nữa. Thì bây giờ khoan, bây giờ mình sẽ giữ nguyên hiện trường đi ha, rồi mình sẽ cấp nguồn ha, cấp nguồn mà ắc quy đi, cấp nguồn ắc quy ha. Rồi xem thử cái nguồn ắc quy thì nó sẽ không có cái phần nguồn âm gì cả, thì nó lấy nguồn âm từ đâu ha. Rồi cấp ắc quy nè, rồi
vừa cấp vô thì ra đen đóng liền luôn 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 ha. Rồi đây là cái, rồi đây sẽ là điểm mát nè, mát nè, ở đây sẽ nhận nguồn ắc quy 12 nè đấy. Rồi đây sẽ ra 5V cho vào Bluetooth nè đấy, nguồn V V trừ là không có nè, rồi mát nè, tới V cộng nè, V cộng ở đây là được 7.7 ha, 7.7. Rồi nó chỉ có ra đúng cái mức nguồn 5V với nguồn 8V thôi, tại vì cái mặt rề ở trên kia nó chỉ chạy hai đúng hai mức nguồn đó. Rồi ha, rồi thì đây điểm mát nè, rồi anh em sẽ thấy nè, nó sẽ lấy nguồn từ đâu ha. Đây thì là đây sẽ là cái mát này nè ha, đây là lấy mát nè, rồi nó sẽ dội xung về đây nè. À, nguồn 12 có ha. Rồi. Ha, thì đây mình đo thử chân giữa nè là 12 nè. Rồi chân B của nó ha. Chân B của nó sẽ là 8V nè. Rồi. Thì chẳng ơi sẽ sức ra 7.7 ha. Rồi. Ở cái này là như là cái nguồn âm này nó bị hỏng, nó bị lỗi hay sao đấy. Nó sẽ không xuất ra được ha. Rồi mình sẽ tắt đây, mình sẽ cái mạch này là được tặng nha anh em, cho nên là không biết nó có hoạt động trơn tru không nữa nha nha. Đây mình sẽ tắt cái nguồn kia ra, mình xin lỗi anh em, mình tắt diode chết này ra ha, nó có gì thay đổi không nha. Rồi rồi tắt diode chết ra bỏ rồi, ghi nguồn là thử ha. Rồi đây là điểm mát nè, nguồn ra 5V nè. Ở đây nó sẽ cô lập hoàn toàn nguồn âm luôn ha. Nhưng mà cái mạch ở, nhưng mà cái mạch kia thì nó, mặt kia thì nó khác nha anh em. Khoan, xin lỗi anh em, để mà tháo cái này ra, cái này là cái gì đây? Để cái chân ra lại ha. Nó mở. Tháo thử ra. Rồi. Tao cái đây còn đóng không nha. Đó là thứ rồi, có 5V nữa. Rồi thì cái này nó sẽ này, như là nó bị lỗi ha, mình không thấy nó ra cái nguồn âm nào cả, nhưng mà nó để cái đó thì mình nghĩ nguyên lý là nó chắc chắn sẽ có ha. Đây, lấy cái mạch này, cái mạch còn chạy được nè, cái mạch còn chạy được của khách hàng nè, mình tiến hành mình thử luôn ha, xem nó như thế nào ha. Rồi mạch chạy được của khách hàng nè.
Đây mình cấp cái nguồn ắc quy vô ha, nguồn ắc quy đi để nó thiết thực nhất. Rồi đưa lại đóng nha. Rồi xem bên đây nó khác nhau cái gì ha. Rồi nè, nè cái con này là còn nguyên zin nè, con này là gì đây, 5401. Rồi chân giữa nè, đây anh em thấy nó có được âm thấy không, âm 11 quanh mấy nè. Rồi vậy là cái này nó có nguồn nè. Rồi âm 1 quanh mấy là nó nhận từ đó đây nè, đó này chỗ này nó mát nè, nhưng mà qua tới đây chân giữa là nó là âm 5.6 rồi. Đấy. Rồi nó nhân áp gấp đôi lên cái nữa ha, là 10 là 11 volt 5 rồi ha. 11 volt 5 ha. Nhưng mà cái chân V trừ nó vẫn không ra nha, chân V trừ nó không ra nè. Đây anh em thấy không? Chân V trừ nó sẽ không có ra nè. Rồi. Dạ ở đây mình chơi đoạn mình tắt ha. Đây mình chơi cái đoạn tâm lý ha anh em. Rồi mình đo lại thử em cái phần diode. Phần diode nó có làm chập giống như cái bên kia không nha. Rồi thì diode đây nó làm chập luôn 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 nè. Diode chỗ này làm chập giống như bên kia luôn nè ha. Rồi thì mình sẵn có mặt này mình thí nghiệm luôn ha anh em. Thì mình tháo diode đó ra. Nha, tháo diode này ra. Diode này chỉ ghim cho cái mức áp nó chuẩn thôi anh em. Tháo ra là nó không còn ghim xuống mát nữa, nó không còn chập xuống mát nữa là nó sẽ chạy sẽ ra cái nguồn ha. Rồi tháo đốt ra, tháo gấp bỏ luôn đi. Rồi để bên bên ha. Rồi thì mình bật nguồn lại cho nó chạy ha. Rồi thế đây mình chuyển về đo điện áp nè. Rồi đây mát của con 78 nè. Rồi chẳng về trừ đo thử rồi. Rồi anh em thấy nó ra không? Ra trừ một con máy này anh em thấy không? Đấy, còn lúc nãy là đậu ra là nó ghim này xuống mát rồi nên nó không ra được ha. Rồi thì anh em muốn nó ra bao nhiêu volt? Ở đây nó đang là âm 11 volt 4 ha, âm 11 volt 4. Nếu như anh em muốn nó, tại vì ở cái nguồn V cộng này nó chỉ có 8 volt thôi nha. Nguồn V cộng này, V cộng đây là nguồn 8 volt. Mà này nếu mà V trừ âm 11 volt 4 nó sẽ vô lý nha, thì nó không đều nhau. Thì bây giờ muốn nó ra âm 8 volt nữa thì bây giờ chỉ cần thay cái chỗ con zener nãy đó đang là 11 volt phải không, 11 10 9 8 10 9 8 thì thay lại bằng con zener 3 volt ha. Thì hiện tại có zener 3 volt 3 ha, ấy thì nên thay zener 3 volt 3 vô thì thay zener 3 volt 3 vô thì đầu ra lập tức là nó là 8 volt thôi ha, 7 volt mấy đó, thì hai bên nó đều nhau ha. Rồi vậy là cái mạch này chạy ok nè. Đấy, còn cái mạch kia thì để đưa dò sao nó cũng giống nhau ha, nhưng mà nó lại nó có thiếu linh kiện gì không, sao nó giống nhau y hệt như thế nhưng mà cái một cái thì nó ra được nguồn âm còn một cái thì nó lại không nha, thì khả năng là nó bị lỗi. Rồi thì đấy ha, là cách mà dò mạch hay cũng như là anh em nào mà biết, anh em nào xem rồi thì có thể làm này ha, cái ga nguồn âm thì anh em đổi, anh em đổi cái phần rề có nguồn cộng trừ thì nó sẽ ra lực hơn ha, tiếng nó chắc hơn là cái rề nguồn nguồn đơn. Ở đây mình này nãy mình ham hố mình gắn cái con này vô mình thay thế và mình tháo bỏ thử ha. Rồi, tháo bỏ thử. Không thể nào mà nó hai mặt nó giống nhau một cái có một cái không được ha. Mặt này bị lỗi rồi anh em ha. Nãy có cọng dây điện hàng dắt ngang này mình tháo ra là bây giờ nó nghĩ đóng gơ le rồi. Tháo ra nghĩ đóng gơ le ha. Rồi bây giờ kiểm tra thử coi chẳng như này nó có nguồn âm không nha.
mất, không 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 có nguồn âm, có nguồn dương nhưng không có nguồn âm nha. Rồi không có, rồi thì sửa thử luôn anh em, nhìn xem đứt mạch gì không. Con này nhận mát đi xuống, hình như diode nó bị ngược, hình như diode nó bị ngược. Lấy cái mặt kia dò lại. Không, hai diode giống nhau. Giống nhau thì giờ chuyển sang diode đo thử. Rồi, tháo này. Đo thử hai diode này còn sống không nha. Nãy tại nó lấy nguồn từ đây nó lấy ra nè. Không lên nè. 0.1. Diode sung. Đây không lên. 0.1 do sung chuẩn rồi. Chuẩn rồi thì chỗ này nó có keo nè, tháo ra thử coi nó có bị keo lắp ở chỗ này không nha. Rồi anh em chịu khó giao lưu cùng mình ha. Rồi rồi này, cái này thay vì một video mình livestream thì bây giờ mình không livestream, mình sửa trực tiếp như này rồi hay mình quay thì mình đăng lại cho anh em xem thì chất lượng nó sẽ ok hơn. Livestream mà mạng yếu thì bị lát lắm ha. Chỗ này tuy nó có keo nhưng mà nó không có bị ảnh hưởng gì hết nha. Có keo nhưng mà không ảnh hưởng cho nên mình tháo ra hết mấy linh kiện này mình đo cho dễ ha. Thường thường anh em hay lười lắm nhưng mà này là lười là không được ha. Bắt buộc phải tháo hết linh kiện ra. Đo cho dễ. Tháo ra rồi anh em nhớ con tụ nào chỉ số bao nhiêu ha. Thì anh em gắn lại cho đúng nha. Con ở ngoài này là 100 16, chủ yếu là cái điện áp nó chịu bao nhiêu á anh em. Quan trọng là điện áp nó chịu bao nhiêu đó. Có khi cái chỗ này điện cao quá mà gắn con khác thấp vô nó cũng nổ. Yeah. Cũng 116 luôn. Chắc ba con giống nhau. Con này 50 nè, 10 micro 50 nè. Là con nhỏ sau này ha. Rồi còn ba con kia là 10 16 hết. Rồi, nhổ tiếp con bự này luôn ha. Nó có đứt mạch không thôi chứ không có gì ha. Con bự này tụ thì rất là dễ nhổ. Rồi. Hẹn lại thử nhốt này ra. Rồi coi coi nó chính xác hay như giống như nãy không nha, chỉ cho nó kêu đi. Rồi một cái vô mát nè, mát là đây nè. Rồi là nhận không, cái này đang tích con tụ, chắc mấy chân lại không ta. Rồi. Rồi không có ha. Rồi đúng chính xác nè, cái vô đường mát nè. Rồi cái này là nó về cái chân xéo rồi nè. Rồi đúng chính xác. Rồi chân này nó mới về đây nè, vô chân C nè. Đúng luôn. Sao kỳ vậy ta?
Rồi, không cần mang tủ luôn. Thử lại cái ha. Đây có 12 nè. Đây thì ra điểm mát đây. Mát thì nó vô đây nè. Nãy vô đây mát hay rồi qua đây là nó là 5.6 à. Qua qua đây nó không có sung nè. 5.6 qua đây là 11 chấm mấy ha nè. Qua đây nó mất ha. Để mòn chút thử sao anh em. Rồi ha anh em. Chỉ là do chết. Do chết phần diode ha. Diode đo thì không thấy chết nha, đo thì thấy bình thường, không chập không gỉ hết, nhưng mà nó không ra điện, không 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 hiểu nguyên nhân. Rồi thì đây thay gọi diode cắm đại ha. Rồi, gắn đại hai con cắm như thế này. Thì đo thì nó giống như thông số nãy nè, thì đây điểm mát nè. Rồi, ra tới đây được. Đây có một âm luôn luôn nè. Nè. Có nè. Anh em biết sao như như gì không? Nè. Okay. Nó có giờ nó mất nữa. Do cái do phần con điện trở đây nó không ổn định nè, nè cút vô được nè, con này còn tốt không biết nữa. Mới nghĩ chắc cũng tạm thôi, nhưng mà tại sao nó có lúc không nè. Rồi. Rồi thử ha. Mình quên mất tiêu anh em. Và nó lấy cái này, nó lấy cái xung, nó lấy một cái xung đi ngược về diode thì nó lấy cái xung âm ha, mà xung thì nó qua diode thì nó phải tụ lọc ha thì mới được. Nên mình thay lại con tụ hơi to một xíu thử ha. Rồi phải có tụ lọc thì mới được ha. Mình quên mất cái dạng nó chạy xung. Rồi đã thử ha. Hàng con tủ mới luôn. Tủ cũ là 10U50. Thì hàng là 47U225 tại vì lúc đo từ cái mạch bên kia thì nó không có những không có trên 25V. Nha. Nên là thử đại. Rồi, đây. Cắm nguồn là thử ha. Cắm nguồn là thử đây. Đó đây kìa, đây nó có nguồn cho nè. Rồi có 12 nè. Đây gì đây? Kỳ ta. Sao lúc đầu nó có tự nhiên giờ nó nghỉ luôn rồi. Kỳ ta. Kiểm tra nó ngay đây. Ê, nhầm tủ ngoài, tủ ngoài mới đúng chứ, tủ trong tủ tủ chỉnh tủ tủ lọc cái phần xung này, thay tủ mới luôn. Điện trở thấy lỏng lẻo quá, thay điện trở mới luôn nha anh em. Lỡ rồi
làm chịu khó bỏ ra vài chục phút ha, 45 phút để xử lý thằng này thử nó làm sao. À, thì mình làm thì cái tay nghề mình nó sẽ càng ngày càng lên nha anh em. Và tại vì sao, mỗi lần mà qua một cái vấn đề nào đó ha, là mình sẽ có một cái kinh nghiệm cũng như là cái cách sửa cho cái nguyên lý của mỗi thứ nó mỗi khác nha. Rồi để thử lại ha, để cho nó điện áp nè, rồi cắm điện nè, thử ha, chỗ chân nữa vẫn không ra áp. Ở đây thì nó ra được âm 1.3 tiếu, nó có ra nha anh em, nó có ra mà yếu nè. Rồi sau lúc nãy sau lúc nãy mới đầu nó ra mạnh nha, mới đầu nó ra mạnh á, nó ra đúng cái thông số, nhưng mà càng về sau này nó càng khá là mệt anh em, khá là khuya ha. Thì xin phép anh em mà mình tạm dừng tại đây nha anh em. Cái này là tìm chưa 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 ra nữa, thì nó có mấy linh kiện linh tinh thôi, nhưng mà sao bên kia nó lại ra đúng có cái nguồn âm, nhưng mà bên đây nó lại không ha. Để mình kiểm tra lại coi. Giờ này cũng 12 giờ mấy khuya anh em ha. Rồi tạm biệt anh em tại đây nha, video cũng khá dài rồi, chào anh em.